MU nhận cú sốc Haaland, Ronaldo mặt đối mặt Sarri, MU bị giáng đòn nặng nề với tham vọng ký sao trẻ RB Sanburg, Erling Haaland trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, tháng 1 năm 2020. Sau khi cha của cầu thủ này khuyên anh từ chối quỷ đỏ, Erling Haaland là một trong những cầu thủ được thèm muốn nhất ở châu Âu. Sau khi ghi 26 bàn trong chỉ 18 lần ra sân mùa này, Man City, Real Madrid, MU lẫn Juventus đều quan tâm, muốn sở hữu Haaland. Tuy nhiên, Tờ build cho hay cha của sao trẻ 19 tuổi thấy rằng, việc chuyển đến một câu lạc bộ lớn ở châu Âu lúc này không phải là lựa chọn đúng đắn với Haaland. MU được cho đặt vấn đề muốn có Erling Haaland ngay trong tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, cha của anh đã khuyên con trai từ chối MU, thay vào đó hãy chuyển đến Đức chơi ở giải Bundesliga vào mùa hè tới. Ông muốn Haaland được ra sân thường xuyên cũng như khoác áo đội bóng ít tên tuổi hơn để đảm bảo một suất đá chính. John G. rất muốn tăng cường lực lượng trong tháng 1 tới, đặc biệt mang về một chân sút mới. Lãnh đạo MU sẵn sàng chi tiền nhưng sẽ chỉ mua những cầu thủ nào có sẵn. Ronaldo mặt đối mặt Sarri giải quyết mâu thuẫn. Các tin tức từ Italia cho hay, Ronaldo sẽ gặp huấn luyện viên trưởng Juventus, Sarri để giải quyết những bất đồng sau khi trở lại từ đợt làm nhiệm vụ quốc tế với tuyển Bồ Đào nhà. Ronaldo là chìa khóa trong những chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Lithuania, lập Hat-trick và Luxembourg ghi một bàn, cùng đội nhà lấy vé vào vòng chung kết Euro 2020. Siêu tiền đạo cho thấy không có gì là bị đau hay có vấn đề về thể chất như lời huấn luyện viên Sarri nói trước đó khi thay anh ra ở các trận Juventus gặp Milan và Lokomotiv. Cúp C1, Ronaldo tỏ rõ sự bất mãn ở trận gặp Milan, bỏ đi thẳng vào đường hầm cũng như ra về trước khi Juventus đá xong. Theo Tuto Sport, Ronaldo sẽ gặp Sarri để giải quyết chuyện xảy ra, theo hướng tích cực làm lành chứ không phải là yêu sách. Trước đó, sau trận lúc Ronaldo cũng đã lên tiếng cho rằng, chẳng cầu thủ nào muốn bị thay ra nhưng anh hiểu huấn luyện viên sarri làm điều đó vì đã chơi không quá ấn tượng